Euro 2024 còn 7 ngày, Bỉ chỉ sử dụng 25 người, Scotland chốt danh sách đến Đức. Đội tuyển Bỉ tham dự vòng chung kết Euro 2024 với 25 cầu thủ. Ít hơn quy định cho phép của UEFA một người. Tedesco chỉ đăng ký 25 cầu thủ. Domenico Tedesco đã chốt xong danh sách đội tuyển Bỉ tham dự vòng chung kết Euro 2024. Ông không thay đổi bất cứ cầu thủ nào so với danh sách sơ bộ. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Bỉ đến Đức với 25 cầu thủ. Ít hơn một người so với quy định của UEFA. Vào cuối tháng trước, sau khi công bố danh sách sơ bộ, Tedesco đã cho phép hai cầu thủ trẻ Anengo và Mandela Keita tập luyện cùng đội tuyển. Do đó, truyền thông tin rằng huấn luyện viên người Italia sẽ để một trong hai cầu thủ này dự Euro 2024 cùng các đàn anh. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Danh sách đội tuyển Bỉ đến Euro 2024 gây nhiều lo lắng cho người hâm mộ khi hai hậu vệ Jan Vertonghen và Arthur Thiết gặp vấn đề thể lực. Tuy nhiên, Tedesco đã trấn an cổ động viên khi cho biết Vertonghen sẽ sớm trở lại. Nếu cả hai không đủ khả năng thi đấu, Maxim Jaquiper có thể sẽ được chọn đá ở vị trí hậu vệ trái. Bỉ bước vào Euro 2024 với một đội hình đầy trẻ trung và được dẫn dắt bởi những cựu binh như Vertonghen, De Bruyne hay Lukaku. Bỉ nằm ở bảng E cùng Slovakia, Romania và Ukraine. Ở trận ra quân, Bỉ sẽ đối đầu Slovakia vào ngày 17 tháng 6. Danh sách đội tuyển Bỉ dự vòng chung kết Euro 2024. Thủ môn: Quen Cassel, VfL Wolfsburg, Thomas Kaminski, Luton Town, Marcells, Nottingham Forest. Hậu vệ: Timothy Castan, Fulham, Maxim Jaquiper, Club Brugge. Geno Debac, Anderlecht, Wildface, Leicester City, Thomas Meunier, Trabzonspor, Jan Vertonghen, Anderlecht, Arthur Thiet, Stade Rennais, Axel Witsel, Atletico. Tiền vệ: Yannick Carrasco, Anne Sabat, Kevin De Bruyne, Man City, Aurel Mangala, Lyon, Amadou Onana, Everton, Jordi Thielen, Aston Villa, Arthur Vermeulen, Atletico Madrid. Aster Verang, VfL Wolfsburg. Tiền đạo: Johan Bakayoko, PSV Eindhoven, Charles De Ketel, Atalanta, Jeremy Doku, Man City, Romelu Lukaku, Roma. Jody Lukebiko, Sevilla, Lloyd Openda, RB Leipzig, Lindro Trossard, Arsenal. Scotland loại thủ thành Gordon. Thủ môn Craig Gordon và hậu vệ John Souttar đã bị loại khỏi đội hình đội tuyển Scotland tham dự vòng chung kết Euro 2024. Lý do Gordon bị loại là bởi anh không đạt phong độ tốt ở mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Souttar bị gạch tên vì thể trạng không tốt nếu so với Hanley và Cooper. Ngoài ra, huấn luyện viên Clark cũng có nhiều lựa chọn ở vị trí hậu vệ. Những trường hợp khác không có duyên với vòng chung kết Euro 2024 tại Đức còn có Aaron Hickey, Nathan Patterson và Louis Ferguson. Theo lịch thi đấu, Scotland sẽ lần lượt gặp Đức ngày 15 tháng 6, Thụy Sĩ ngày 20 tháng 6 và Hungary ngày 24 tháng 6. Danh sách đội tuyển Scotland dự vòng chung kết Euro 2024. Thủ môn: Xander Clark, Hurt, Angus Gunn, Norquist, Liam Kelly, Motherwell. Hậu vệ: Liam Cooper, Leeds United. Grant Hanley, Norquist, Jack Henry, Anne Estifac, Rob McCrory, Bristol City, Scott McKenna, Copenhagen, Ryan Potatu, Watford, Anthony Ranston, Celtic. Andy Robertson, Liverpool, Gerrit Taylor, Celtic, Kieran Tierney, Sociedad. Tiền vệ: Stuart Armstrong, Southampton, Ryan Christie, Bournemouth. Billy Jimmu, Brighton, Ryan Jack, Tự Do, Kenny McLean, Norwich, John Jin, Aston Villa, Callum McGregor, Celtic, Scott McTominay, Man United. Tiền đạo: Che Adam, Southampton, Tommy Conway, Bristol City, James Forrest, Celtic, Louis Morgan, New York Red Bulls, Lawrence Sankern, Hurt.